bây giờ là một là nếu mà mọi người xem cái ơn lời cậu đây rồi đấy ạ. Vâng, DJ chuẩn bị quay trở lại sân khấu để cùng tiếp tục mang tới những tiết mục trên chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin là cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các anh chị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được mời